Hello, xin chào tất cả các em nha, lại là, là Thầy Duy đây thì hôm nay chúng ta lại cùng nhìn lại đề số 45 Thì thử trên rất vật lý physics vào ngày hôm qua, ngày thứ sáu ha Rồi, ok, thôi chúng ta chữa luôn, coi cái đề nó hay ho hay không cho nghe đồn là tới đề 47 là là game đúng không à? Câu số 1, hạt nhân nào sau đây có thể phân hạch Hạt nhân mà có thể phân hạch thì nó phải nặng đúng không nặng hơn mức bền đúng không mức bền là mức từ 50 tới 80 thì những hạt nhân nặng hơn mức này thường có xu hướng là gì là phân rã phóng xạ để trở về đúng không nó trở về cái vùng bền được chưa chúng ta chọn đáp án là câu D thì phân ạch đó là một cái phản ứng mà ở đó cái hạt nhân nặng của mình đó, nó hấp thụ một cái nơi trong chậm được chưa phải là nơi trong chậm nha đó và nó vỡ ra vỡ ra nhiều mảnh đúng không thường là hai mảnh và phát ra những cái nêu trong thứ cấp tham gia vào những cái phản ứng phân hạch tiếp theo ok chưa còn đối với những hạt nhân có số khối mà nhỏ nhỏ vậy á thì thường thường nó sẽ phản ứng nhiệt hạch để nó trở về vùng trung bình được chưa câu số 2. các sóng vô tuyến có thể xuyên qua tầng điện ly có bước sóng vào cỡ bao nhiêu thì muốn xuyên qua tầng điện ly nó phải là sóng cực ngắn ok chưa mà sóng cực ngắn thì sẽ có bước sóng là từ 0,01 m cho đến à 10 m. Ok chưa? Chúng ta chọn đáp án là câu B. Câu số 3, ở nước ta mạng điện sử dụng trên đường dây truyền tải 500 kV là mạng điện gì? Được chưa? Thì mạng điện của nước ta là mạng điện xoay chiều 3 pha. Chọn đáp án là câu B. Câu số 4, và đây là cái lưới điện cao nhất đúng không ạ? À? Cái điện áp cao nhất của Việt Nam ha trong quá trình truyền tải. Câu số 4, trong hiện tượng quang điện trong, sự hấp thụ một photon dẫn đến tạo ra một cặp gì? Được chưa? thì nó sẽ tạo ra một cái cặp là electron dẫn và lỗ trống, được chưa? Bình thường electron đó là electron liên kết. Ok chưa? Tuy nhiên thì mình cứ thích thì cái electron đó nó nó bứt ra cái cái vị trí của nó, được chưa? Cái vai trò liên kết của nó bước ra khỏi vai trò liên kết của nó và nó biến thành electron dẫn. Được chưa? Và đồng thời để lại một lỗ trống mang điện dương ha. Câu số 5, đơn vị khối lượng nguyên tử U, ok không? Đó. unit of atomic mass, đúng không ạ? À? Đó thì nó là cái gì? Nó sẽ là 1 phần 12 lần khối lượng của một nguyên tử carbon. Được chưa? Đó. Chứ không phải là 1 phần 12 lần khối lượng của hạt nhân nha. Phải là khối lượng của nguyên tử carbon. Ok chưa? Câu số 6. Một dao động điều hòa có phương trình được cho bởi x bằng a cos omega t cộng phi không. Tích omega a là cái gì? Thì tích omega a chính là tốc độ dao động cực đại của vật ha. Câu số 7 chiếu xiên góc một chùm sáng trắng song song hẹp từ không khí vào môi trường nước. Ok. Đây là à, đây là hiện tượng khúc xạ mọi người ha. So với tia tới tia sáng đơn sắc bị lệch nhiều nhất là chúng ta nhớ à, chục đại lượng sóng ánh sáng thì D của mình là nằm ở trên. D của nằm ở trên có nghĩa là tăng từ đỏ cho tới tím. Tím sẽ là lệch nhiều nhất, đỏ lệch ít nhất. Cho nó bán là câu B là chính xác. Câu số 8. Đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử R và C mắc nối tiếp. Độ lệch pha phi của điện áp và dòng điện cho mạch được cho bởi công thức nào? Thì tan phi tổng quét của mình á là lấy ZLC chia R đó hoặc là ZL trừ ZC chia cho R. Chúng ta không có ZL thì chúng ta có đáp án chính là câu D. Câu số 9. Đoạn điện áp xoay chiều U bằng U0 cos 2PT chia T lớn và hai đoạn mạch chỉ có tụ điện tụ điện có điện dung là C thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Y0 nó sẽ bằng đi cho U0 chia đi cho ZC để cho mà ZC nó lại bằng đi cho là một phần omega C chúng ta hất lên thì nó ra dài. ok chưa mà omega lại bằng uh, 2B chia T nhân cho C chúng ta chọn đáp án là câu D luôn câu số 8 câu số 10 một con lắc lò xo dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài là L được chưa? Như vậy đây là chiều dài quỹ đạo cho nên là chúng ta có a bằng L chia 2. Lò xo so của con lắc có độ cứng là k, góc thế năng ở vị trí cân bằng năng lượng dao động của con lắc. Cơ năng của con lắc là 1/2 k nhân cho biên độ bình phương thì nó là 1/2 k a của mình là L chia 2 tất cả bình. Như vậy chúng ta có được đáp án là câu A là chính xác, được chưa? 1/2 với 1/2 bình là 1/8. Ok không? Câu 11. Nếu sóng tới truyền trên một sợi dây đàn hồi tại điểm phản xạ cố định. Được chưa? Điểm phản xạ cố định là sóng phản xạ trên vật cản cố định á. Thì sóng phản xạ sẽ ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ. Chúng ta chọn đáp án là câu B mọi người ha. Được chưa? Độ lệch pha giữa sóng tới với sóng phản xạ phải là uh, cộng trừ bi. Đúng rồi, nó phải là ngược pha. Tuy nhiên sóng phản xạ có sau sóng tới hay nói cách khác là sóng tới sớm pha hơn sóng phản xạ cho nên chúng ta phải chọn là trừ bi thì nó đúng về mặt vật lý đúng không ạ về mặt toán học thì cộng hay trừ bi cũng được nhưng mà về mặt vật lý nó phải là trừ bi câu số 12 dựa vào tác dụng nào của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại được chưa thì để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm kim loại người ta không cần dùng tia x đúng không ạ người ta đổ một cái chất gọi là chất quang uh, quan phát quan đúng không chất phản quan đó lên cái cái bề mặt thì nơi nào mà có rỗ đúng không hay là có nứt hay là có lõm gì đó thì nơi đó nó sẽ bị uh, nó sẽ cái, cái, cái cái chất đó nó sẽ sao nó sẽ khắn lại ở đó đúng không? nó sẽ đóng lại ở đó thì khi mà chúng ta kích thích đúng không bằng tia uv ok yeah? kích thích bằng tia uv vô thì những cái chỗ mà nó có cái chất đó đó nó còn sót lại cái chất đó nó dính lại đó thì nó sẽ phát quang Okay cho, và chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là chỗ đó là những chỗ à, có khuyết tật đúng không ạ? À, chúng ta chọn đáp án là câu C à, dựa vào cái tính chất là kích thích phát quan của tia tử ngoại ha. Câu số 13, khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ môi trường có chiết xuất n1 là 1,6 vào môi trường có chiết xuất là n2 là 4/3, 4/3 là 1,3333 OK chưa? Là đang truyền từ môi trường đặc ok chưa? Thầy gọi đây là môi trường đặc sang môi trường loãng. Đây là một cách hình dung thôi mọi người ha. Đây là cách hình dung để chúng ta làm cho nó ok thôi. Thì từ đặc sang loãng mà đây là ánh sáng. Ánh sáng thì nó là sóng điện từ cho nên là nó háo loãng. Cho nó háo loạn cho nên chắc chắn là hai thứ của nó sẽ tăng là V với lambda của nó sẽ tăng ha. Còn omega TF là không đổi mọi người ha. Tần số mà giảm là sai nè. Tần số tăng là sai nè. Được chưa? Như vậy tần số không đổi bước sóng tăng. Câu số 14. Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài L dao động với biên độ nhỏ tại nơi dây tóc trong trường G. Trong quá trình dao động, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp lực căng của sợi dây có giá trị lớn nhất. Ok chưa? Lực căng của sợi dây có giá trị lớn nhất là T tô mình đó. tô của mình đó, nó mắc. Khi và chỉ khi nào? đó mà Tô mắc là bằng MG 3 trừ cho 2 có alpha 0. Được chưa? khi và chỉ khi alpha của mình là bằng 0 độ. Như vậy, để cho khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp lực căng dây có giá trị lớn nhất cũng giống như đúng không ạ? À? cái delta t này nè, nó cũng giống như là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vượt qua vị trí cân bằng thôi. Thì nó là t chia 2. Mà t của con lắc đơn là 2 b căn l chia g. Đúng không ạ? À? thấy 2 b căn là ghiền đó đúng không ạ? À? chia cho 2. Thì chúng ta sẽ được đáp án là câu B là chính xác. Câu số 15 người ta sản xuất ra các loại công tắc điện có đặc điểm sau đây. Khi đèn phòng tắt đi, người ta thấy nút bấm của công tắc phát ra ánh sáng màu xanh. Sự phát sáng này kéo dài trong hàng giờ, rất thuận tiện cho việc tìm chỗ bật điện trong đêm. Đó là hiện tượng gì? Cho mấy công tắc hồi xưa mọi người ha. Mấy công tắc màu trắng trắng á. Đâu, để coi coi. Mọi người nhớ mấy công tắc đâu? Công tắc có hai con vít bắt vậy nè. Đó. Thì ở cái 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 độ công tắc nó, nó là một cái chất lân quang đúng không ạ? À? Đó, là nó sẽ hấp thụ ánh sáng khi mà có um, bức xạ thích hợp đúng không ạ? Sau đó thì trong uh, trong màn đêm đúng không ạ? Nó sẽ phát sáng cho mình thấy được cái chỗ bấm công tắc được chưa? Tại vì cái công tắc nó hay để gần ổ điện á. Được chưa? Nếu mà chúng ta không dùng cái nút bấm đó đó thì đôi khi là nó tối quá chúng ta thọc ta vô điện là chúng ta sáng luôn đúng không ạ? Chúng ta sáng thay bóng đèn luôn thì nó không hay đúng không ạ? Cho nên là ừ, cho nên người ta mới dùng cái đó mọi người ha. Đó là chất rắn. Ok, nhìn nó là chất rắn là biết là chất lân quang rồi. Ok chưa? Đó mà nó còn phát, nó còn gì? Nó còn duy trì sáng được trong một khoảng thời gian uh, dài hơn, đúng không ạ? Sau khi chúng ta tắt ánh sáng kích thích, đúng không Ngừng ánh sáng kích thích. Cho nên nó là chất lân quang là dịch sơ chắc chắn là vậy rồi. Câu số 16. Phát biểu nào sau đây sai về dao động tuần hoàng? Câu A, dao động tuần hoàng được lặp lại sau mỗi chu kỳ. Rồi chưa? Chính xác, mọi người ha đó khi mà ra đời cái khái niệm dao động tuần hoàn thì cái khái niệm chu kỳ cũng ra đời theo ok chưa yeah. một câu b một vật dao động tuần hoàn là một dao động điều hòa là sai dao động điều hòa là dao động tuần hoàn nhưng chưa chắc dao động tuần hoàn đã điều hòa tại vì điều hòa rất là khắc khe rất là khó tính để ra yeah. rất là nhiều tiêu chuẩn đúng không nhiều tiêu chuẩn để trở nên điều hòa ok ra yeah. câu c vật dao động trở về vị trí cũ sau những khoảng thời gian bằng một chu kỳ Ừ, chính xác. rồi chưa? Không những là quay trở về vị trí cũ mà còn quay về theo hướng cũ nữa. Câu d dao động cũng bức cũng là một dao động tuần hoàn. Yes, chắc chắn là như vậy rồi. Câu số 17 trong hiện tượng xét điện từ trường xuất hiện tại chỗ xảy ra tia chớp vào lúc nào? Ok chưa? Câu a vào đúng lúc nhìn thấy chi, tia chớp. Được chưa? Mọi người biết là ánh sáng á, mất một khoảng thời gian để truyền đến mắt mình, đúng không ạ? Cho dù nó rất ngắn nhưng nó vẫn là À, trong một khoảng thời gian đúng không ạ? đó thì khi mà chúng ta thấy cái chớp á, đúng không? thấy cái chớp á, thì có nghĩa là sao? thì có nghĩa là nó đã xảy ra đúng không ạ? cái hiện tượng sét nó đã xảy ra trước đó vài giây, đúng không? vài vài trong một khoảng thời gian rất ngắn ha. có thể không phải là vài giây nhưng mình rất là cũng có một khoảng thời gian trước đó. câu b trước lúc ta nhìn thấy thì chớp một khoảng thời gian rất ngắn chính xác. cho đáp án là câu b luôn. sau lúc nghe thấy tiếng sấm Ôi dồi tiếng sấm là tiếng chậm hơn cả tiếng chớp nữa Ê, chậm hơn cả hình ảnh là cái chớp nữa đúng mà Ôi dồi sai Sai ha, liên quan tới sấm là sai rồi Sấm chuyển động với tốc độ là 340 m trên giây Trong môi trường không khí, đúng ạ? À? cỡ đó Mà ánh sáng là bao nhiêu mũ tám m trên giây Thì thông tin ánh sáng nó sẽ truyền đi uh, Có độ trễ nó thấp hơn, đúng rồi, à? có độ trễ nó thấp hơn Câu số 18 khi sóng ngang truyền qua một môi trường vật chất đàn hồi các phần tử vật chất của môi trường sẽ sao? Rồi coi chưa. Câu A chuyển động theo phương truyền sóng với vận tốc bằng vận tốc sóng. Sai, Để chưa? Rồi. Đây nè. Đầu tiên nó là sóng ngang mọi người ha. Ok. Đối với sóng ngang thì phương dao động sẽ vuông góc với phương truyền sóng, Để chưa? Sẽ vuông góc với phương truyền sóng. Và tần số bằng tần số dao động của nguồn sóng là chính xác nè. Ok chưa? Phải vuông góc với phương truyền sóng. Còn vận tốc đó mà cái thằng dao động nó sẽ có vận tốc dao động riêng của nó và nó không truyền đi theo sóng mọi người ha. Hai cái V dao động và cái V truyền nó không có bằng nhau, rồi chưa? Câu số 19. Có bốn bóng đèn hoàn toàn giống nhau là P, Q, R và S được mắc vào mạng điện như hình vẽ một thì thấy chúng sáng bình thường. Nếu bốn bóng đèn trên được mắc như sơ đồ hình vẽ 2 thì kết luận nào sẽ đây đúng, được chưa? Đó, nếu hình vẽ 1 mắc bình thường nha. À, mà màu sáng bình thường nha được chưa? thì hình vẽ hai cũng sáng bình thường luôn, ok chưa? tại vì sao? tại vì bốn bóng đèn này là giống nhau. thứ nhất là bốn bóng đèn này là giống nhau. ok chưa? thứ hai là à, hai cái mặt này là tương đương nhau ha. tất cả đều mắc vào hai đầu này hết, được chưa? tất cả đều mắc vào hai đầu này hết. ví dụ như BQ, được chưa? BQ, thật ra thì mình có thể thay thay cái tên của hai này tại vì hai này là hai bóng đèn giống nhau mà được chưa vậy mọi người nếu mà nhìn nghiêng qua thì y chang ha bq nè song song với rs nè được chưa và cái nguồn chúng ta độn lên trên thôi nguồn chúng ta độn lên trên được ha vậy thì nó y chang nhau ok chưa do bốn bóng đèn này là y chang nhau cho nên là nó y chang nhau mà nó y chang nhau thì đèn lúc sau cũng phải sáng bình thường đúng không ạ chúng ta chọn đáp án là câu c Câu số 20 cho phản ứng hạt nhân X ZA, cộng Berry 49 suy ra carbon 62 cộng nơ trong 01. Trong phản ứng này X ZA là cái gì? Chúng ta biết là 6 cộng 0 là 6 trừ 4 là 2. Để chưa? như vậy ở dưới của mình là 2 nè. Z bằng 2 nè. À, 12 cộng 1 là 13 trừ 9 là 4. Đó thì nó chính là hạt alpha. Ok chưa? Câu số 21, nếu tăng tần số của dòng điện xoay chiều chỉ dưới tụ điện lên gấp đôi thì dung kháng của tụ điện sẽ sao? Chúng ta biết là ZC của mình là bằng 1 phần omega C hay nói cách khác là bằng 1 phần 2 BFC. Đại gia 2 BFC. Chúng ta thấy là nếu tần số tăng lên gấp đôi thì ZC sẽ giảm đi hai lần. Tại vì hai đại lượng này là tỷ lệ nghịch với nhau. Ok, tỷ lệ nghịch với nhau. Thằng này tăng bao nhiêu lần, thằng kia giảm bấy nhiêu. Câu số 22, con lắc đơn chiều dài L dao động điều hòa với chu kỳ là T thì tại cùng một nơi con lắc có chiều dài là 4 l sẽ dao động với chu kỳ là bao nhiêu? Chúng ta biết chu kỳ của con lắc đơn là thấy 2 pi căng là ghiền. Ok chưa? Như vậy thì suy ra T nó tỷ lệ với căn bậc 2 của L. Nếu L tăng lên gấp 4, ok chưa? Nếu L tăng lên gấp 4 thì T phải tăng lên gấp đôi. Chúng ta chọn đáp án là câu D. Ok cho. Câu 23. Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha khi suất điện động trong cuộn dây thứ nhất có giá trị cực tiểu là e1 bằng chữ -e0 thì suất điện động trong cuộn dây thứ hai và thứ ba có giá trị là bao nhiêu? Để chúng ta biết ha. Thầy sẽ dễ dàng tròn lượng giác cho chỗ này cho nó nhanh mọi người ha. Đó, thì những cái pha của suất điện động xoay chiều 3 pha mọi người. Nó sẽ cách nhau một góc là 2 pi chia 3 trên vòng tròn lượng giác hay là nó cái khác là 120 độ ha đó thì nếu một thằng đang ở biên âm nếu e1 của mình đang ở biên âm thì e2 của mình và e3 của mình nó sẽ đối xứng đúng không ạ nó sẽ đối xứng qua chuỗi nó xòe ra vậy ha và nó sẽ rớt vào vị trí nếu thằng này là góc 120 thì này chắc chắn sẽ rớt vào vị trí là cộng e0 over 2 chúng ta chọn đáp án là câu C là chính xác được chưa câu 24 trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, nếu điện áp truyền đi là không đổi và hệ số công suất luôn bằng 1, thì công suất điện truyền đi giảm 2 lần sẽ làm cho hao phí trên đường dây sao? Chúng ta biết là delta phê của mình nó sẽ bằng phê bình phương chia đi cho U bình cos bình phi nhân đi cho R. Mà ở đây chỉ có hai đứa thay đổi thôi là B thay đổi dẫn tới delta phê thay đổi. Nếu công suất truyền đi giảm 2, đây nè, nếu thằng này giảm 2, thì thằng delta phê sẽ giảm đi hai bình là giảm đi 4 chưa ok chưa chọn đáp án là câu d nhưng người ta không dùng cái cách này trong chuyện trong trong giảm hao phí tại sao biết không tại vì nếu chúng ta giảm công suất của nguồn phát đi được chưa thì dân đâu có đủ đủ điện để tiêu thụ ok chưa không có đủ điện để tiêu thụ cho nên chúng ta không giảm hao phí bằng cách này ha mà chúng ta thường giảm hao phí bằng cách nào dùng máy tăng áp ở đầu đường dây được chưa dùng máy tăng áp ở đầu đường dây cho nên cái mẫu này tăng lên nè à? đó và làm cho cái delta phê nó giảm mà vẫn duy trì được một cái công suất đủ để cho cái khu dân cư đó tiêu thụ điện ok đó ạ? smooth ha câu 25 nếu đặt vật tại vị trí cách thấu kính hồi tụ một khoảng d bằng 2 f ok chưa với f là tiêu cự thấu kính thì ảnh sẽ sao chúng ta biết là một phần d cộng đi cho một phần d phẩy thì nó sẽ bằng đi cho một phần f vậy tương đương với ừ mình quy ra f hết nha. mình quy qua f hết là 1 phần 2 f nè cộng đi cho 1 phần d phẩy nè bằng đi cho 1 phần f nè cho nên mình sẽ có là d phẩy của mình nó sẽ bằng 1 phần 2 f luôn ok chưa ừ, quên là 2 f luôn d phẩy của mình là 2 f luôn suy ra k của mình á là hệ số phóng đại ảnh á, là trừ d phẩy chia đi cho d thì nó sẽ bằng đi cho trừ 1 ok chưa như vậy ảnh có độ lớn bằng vật đúng không ạ? Độ lớn của này độ lớn của k nó sẽ cho biết là cái à, cái độ phóng đại đúng không ạ? Đó là một có nghĩa là ảnh bằng vật trước. Thứ hai là dấu trừ cho biết là ảnh ngược chiều với vật, cho nó bán là câu B. Đây là ảnh thật ngược chiều và bằng vật. Ok chưa? Đó, khi chúng ta để à, vật ngay tại vị trí là 2F đó, cách thấu kính một khoảng 2F đó, thì nó sẽ cho được ảnh bằng vật ảnh thật đúng không ạ? À? Ngược chiều bằng vật ha. Câu 26. Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,3 micromet. HC công thoát A của mình nó sẽ bằng đi cho HC chia đi cho lambda 0. Chúng ta bấm máy thôi. H của mình là ship 711, C của mình là ship 713 chia lambda 0 là 0,3 nhân 10 mũ trừ 6. Được chưa? thì nó sẽ ra là 6,625 nhân 10 mũ -19 cho nó bán là câu A. Câu 27, xét nguyên tử hiro theo mẫu nguyên tử bo, cho biết bán kính bo là R0 0,53 nhân 10 mũ -11 m. Quỹ đạo dừng N của nguyên tử có bán kính là bao nhiêu? Chúng ta đếm ha, K, L, M, N. Như vậy N là mức số 4. Và chúng ta biết là R, N thì bằng n bình lần R0 cho nên là suy ra R4 sẽ bằng đi cho 4 bình nhân cho 5,3 nhân 10 mũ trừ 11. Chúng ta chỉ cần lấy 4 bình nhân cho 5,3 thôi. Tại vì mấy cái đầu số này khác nhau mà. Thì nó sẽ ra là 84,8. Vậy là câu D. Đầu cao. Câu số 28. Có thể tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định. Để cho với hai tần số liên tiếp. Tức là chúng ta có delta F min. Delta F min chính bằng tần số cơ bản luôn bằng hóa mực 1 luôn. Tại sao? Được chưa? Tại vì đây là sóng dừng loại 2. Đây là sóng dừng loại 2 cho nên là độ chênh lệch giữa hai tần số liên tiếp bằng đúng Bằng đúng tần số cơ bản luôn. Đó, mọi người phải học cho kỹ vô. Thì nó sẽ ra là 10 Hz. Ok chưa? Lấy 50 trừ 40 ha là 10 Hz. Và chúng ta có là gì? Là f của mình á f là 50 á thì nó sẽ bằng gấp 5 lần của f0. Như vậy suy ra K bằng 5. Tức là lúc này sóng dừng có 5 bó sóng nguyên. 5 bó sóng nguyên thì số nút của mình là bằng K cộng 1 là bằng 6. Chúng ta chọn đáp án là câu C là chính xác. Uống miếng nước đó mà. à. À. <laughs> câu 29 một điện tích quy là 5 x 10 mũ -6 coulomb dịch chuyển cùng chiều với phương của đường sức điện. Đường sức điện trường đều có độ lớn là E bằng 10 mũ 4 V/m. Dịch chuyển một đoạn là 20 xăng trong điện trường. Công của lực điện là bao nhiêu? Thì anh quên em đi đúng không ạ? À? A bằng q E d được chưa? d là độ dịch chuyển theo phương đường sức mọi người ha. Ở hình chiếu quãng đường lên phương đường sức của mình là 5 nhân 10 mũ -6 nè. E của mình là 10 mũ 4 nè. 20 xăng là 2 nhân 10 mũ -10 nè. Để cho mét nè. Thì thằng này nó sẽ ra là 2 nhân 5 là 10 Đập với 10 này a là... à, 10 mũ chừ... -10 mũ -1 chứ. 10 này mất vậy là nó sẽ ra là 10 mũ -2. Ok à. Vậy ta. Đúng không ta? 2 nhân 5 là 10. Là 10 mũ -2. Ok. 10 mũ trừ 2 J là 10 mJ. Cho nó bán là câu B chính xác. Câu số 30, một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức là y bằng bla bla bla. Nếu ống dây có hệ số tự cảm L là như đây thì suất điện động tự cảm trong nó vào thời điểm là t bằng một giây có giá trị là bao nhiêu? Ok chưa? Chúng ta biết suất điện động tự cảm là bằng trừ l nhân cho y phẩy. Ok chưa? Như vậy suy ra suất điện động tự cảm tại thời điểm là t bằng một giây t bằng một giây thì nó chảy khác nào là trừ l y phẩy chính là dy chia đi cho dt đúng không ạ D dy d, chia dt à, tại t bằng một hết á ok chưa rồi chúng ta bấm ha trừ l là 0,05 ship d chia dx có phép nhân để cho chắc nhập cái hàm y vô 0,5 nhân đi cho 5 xc trừ 2 x bình phương mở bao nhiêu ngoặc đóng bấy nhiêu đó mà đó tại x bằng 1 tại t bằng 1 đó ha thì nó sẽ ra là trừ 0,025 nhân 1000 do để đổ qua mili luôn 25 lần à thầy có bấm thiếu gì không nhỉ à bấm thiếu số 0 ở đây mới đâu rồi chứ Thầy bấm chữ số 0 ở đây nha. Đó, đúng. Trừ 2,5 mV. Chúng ta chọn đáp án là câu D là chính xác. Câu số 31 nhớ là có dấu trừ nha. Dấu trừ trong định luật Faraday là hiệu là, là 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 định luật len đó nó à? là đính kèm định luật len đó. Câu 31. Tại điểm O trong không gian có một nguồn âm điểm phát âm theo mọi hướng, coi rằng môi trường không hấp thụ âm. Một điểm A cách nguồn là 10 m có mức cường độ âm là 80 dB thì tại điểm B cách A là 20 m có cường âm không thể giá trị nào sau đây. Ối giời, ơi, thật luôn. Làm ra đi ha, làm ra đi. Có 31. Đây, Ok câu 31 mọi người à, Một điểm A cách nguồn là 10 m Bây giờ mình có một cái nguồn đi Thì gọi là nguồn O ha Đó Cách nguồn 10 m Là cách nguồn ở đây A à, ở đây Đó Có mức cường RAM là như đó Thì tại điểm B cách A là 20 m Cách A là 20 m lần nha Bây giờ cách A là 20m thì nó sẽ nằm trong một cái bán kính đó mà là vẽ à, đây mới đúng đây nó phải nằm trong cái à... cái vùng này ok chưa ở điểm B nó sẽ nằm trong cái vùng này ok chưa điểm B nó sẽ nằm trong cái trong trên cái đường tròn này đó, như vậy ha khi mà B di chuyển trên cái đường tròn này để cách A một khoảng là 20 mươi mét ok chưa thì chỗ nào là nó xa A nhất ở à, lộn chỗ nào là xa O nhất Ok chưa? Thì chắc chắn là chỗ này là chỗ xa ô nhất nè. Được chưa? Đây là B xa ô nhất đúng không ạ? Xa ô nhất. Thì xa ô nhất thì L lúc này nó sẽ min đúng không ạ? Đó nó ứng với L min là bên đây nè. Ok chưa? Còn gần ô nhất là ở đâu? Gần ô nhất thì khi mà quay về gần ô nhất chắc chắn là bên đây rồi. Ok chưa? Đây là gần ô nhất nè. B neat nè gần ô nhất. Ok chưa? Thì LB lúc này nó sẽ mắc. Ờ vậy thôi, mình tính hai bên đó thôi. Ok chưa? Và chúng ta biết là L trừ đi cho LA thì nó sẽ bằng 20 logarit đúng mà. Ở RB đúng mà. LB luôn đi. RA RA chia cho RB chứ, RA chia cho RB được chưa? Như vậy suy ra LB của mình nó chính là bằng LA à, cộng đi cho 20 logarit đó mà RA chia cho RB bây giờ thế cho luôn đi RA của mình á là khoảng cách từ nguồn O tới A đó là nó là 10 m còn LA của mình nó cho là 80 dB được chưa như vậy thì ứng với mỗi cái RB ví dụ như RB ở đây ha RB ở đây, cái màu đỏ này thì nó sẽ tới là 30. Đúng không ạ? 30 m. Còn cái RB này á là nó là tới nhiêu? Là 10 mét luôn. Được chưa? Thì nó là 80 luôn rồi, thằng này là 80 luôn rồi. 80 decibel ha. Rồi như vậy là thằng này được, đúng ạ? thằng này được nè, thằng này được. Này. Chắc chắn loại hàng B luôn. Chắc chắn là nó bị nó bị sai phạm ở cái vùng nhỏ. Tại vì không có thằng nào lớn hơn 80 hết, đúng không ạ? À? Không có thằng nào lớn hơn 80 hết Mà nó kêu là không thể có giá trị Chắc chắn là thằng nhỏ Rồi Thử nha 80 nè Cộng ra cho 20 nè Lắp ship trừ 10 Chia cho 30 Bằng Thì là 70 phết 457 70 Phết 457 Decibel được chưa? Như vậy thì không thể nào nhỏ hơn là câu B được. Đúng không? Không thể nào nhỏ hơn có mà là, là là câu B được. Rồi chúng ta tiếp tục với câu số 32. Ừ. Giả sử một hỗn hợp hai chất phóng xạ có chu kỳ bán rã lần lượt là T và 2T. Ban đầu mỗi chất phóng xạ có số hạt bằng nhau. Ok chưa? Thầy gọi số hạt ban đầu của chất phóng xạ là 1 luôn, đúng không ạ? Đó, n0 bằng 1 hết, đúng không ạ? n01 bằng n02 bằng 1 luôn. Ok chưa? Đó, chuẩn hóa nha mọi người. Đó, sau thời gian T thì số hạt của chất phóng xạ cho mẫu còn lại bằng một nửa ban đầu. Thì mọi người biết là n1 nó sẽ bằng n01 nhân đi cho 2 mũ trừ t chia cho t đó hòa à? còn n2 là số hạt nhân còn lại chưa phóng xạ đó là n02 nhân 2 mũ trừ t nhỏ chia cho 2t ok chưa rồi người ta cho là n1 cộng n2 bằng một nửa số hạt tổng số hạt ban đầu yeah. là tổng số hạt là n1 n2 chia 2 nè chúng ta thế vô ha n01 n02 thì chuẩn hóa cho là một hết rồi vậy đây là trừ 2 mũ trừ t nhỏ chia t lớn cộng đi cho 2 mũ trừ t nhỏ chia 2 t lớn thằng này là 1 cộng 1 chia 2 là bằng 1 cho nên chúng ta sẽ coi ha chúng ta coi như là x xì của mình là bằng t nhỏ chia t lớn đi được chưa và chúng ta xếp xôn ra x luôn ha chúng ta xếp xôn ra x luôn vậy là 2 mũ trừ x xì nè cộng đi cho hai mũ trừ 0,5 x gì nè đúng không ạ bằng 1 vậy shift bằng thì nó sẽ ra là 1,388 được chưa như vậy suy ra x của mình sắp xỉ 1,388 chu kỳ chúng ta chọn đáp án là câu B là chính xác chúng ta tiếp tục với câu số 33 hai vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số trên cùng một trục ox với biên độ là a1 là 3 cm, x2 a2 là 6 cm. Biết tích ly độ của hai vật theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ, khoảng cách xa nhất của hai vật trong quá trình dao động của các trị lớn nhất là sau đây. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta Ở cái này thầy không chứng minh lại bổ đề nữa nha. Không chứng minh lại bổ đề nữa. Đây thầy giả sử chúng ta có hai dao động lệch pha nhau một góc là phi ha hai dao động lệch pha nhau một góc là phi thì để đạt được cái đỉnh cao phong độ này nè để đạt được cái đỉnh cao phong độ này nè thì x1 ha cái vector biểu diễn cho x1 và x2 đó nó phải sao nhận ox làm phân giác ha nhận ox làm phân giác để chưa? như vậy thì ở trong trường hợp thứ nhất là hai thằng này nó xòe ra vậy ok chưa đó và đây là góc lệch pha phi của mình ha, đây là góc lệch pha phi của mình. Ok chưa? Đó. Và ở trạng thái thứ hai là trạng thái này. Để đạt được cái admin này á thì x1 và x2 phải nhận oi làm phân giác. Đây là cái bộ đề nha. Đây là kết quả của bộ bổ đề làm phân giác. Được chưa? Thì thầy sẽ để nó ở đây luôn. Đây. Cũng cho hai dao động này luôn cùng tần số mà, đúng không ạ? Cho nên là nó luôn luôn lệch pha nhau một góc phi thôi Cái góc lệch pha nó không thay đổi theo thời gian ha Đó Ok chưa Như vậy từ trạng thái màu xanh này Qua trạng thái màu đỏ này Bây giờ chúng ta lấy vector phân giác làm đại diện đi Chúng ta lấy đường phân giác làm đại diện đi Từ đây mà quay qua đây Đó mà là mất mấy độ Ok chưa là mất mấy độ Là mất 90 độ chưa Ok chưa 90 độ 90 độ này nó ứng với mấy ô đây? Từ đây tới đây là mấy ô đây? 3 ô. Vậy suy ra một ô của mình là 30 độ chứ, đúng không ạ? Một ô của mình là 30 độ chứ không nói nhiều. Ok chưa? Rồi bây giờ mọi người nhìn quan sát thấy chỗ này nè. Hai cái chỗ này nè. Là hai cái chỗ mà tích x1 x2 bằng 0 liên tiếp, đúng không ạ? Tích x1 x2 mà bằng 0 á thì nó sẽ tương đương là x1 bằng 0 hoặc x2 bằng 0. Ok chưa? Đó mà nó liên tiếp nha Liên tiếp Ok chưa Vậy là hai thằng này sẽ thay phiên nhau bằng không Thầy vẽ một vòng tròn khác nữa Để giải thích cho mọi người cái chuyện này Đây Ok chưa Bây giờ Để cho tích đến mỗi hai bằng không Thì đầu tiên Nó là về trước ha Đây Đầu tiên thằng này nó ở đây trước đúng không ạ à? thì có phải là một thằng chỉ cần một thằng qua vị trí cân bằng thôi là thằng kia bằng không rồi đúng không ạ? À? Đây, chạy thái thứ nhất nè ok chưa tiếp theo là chạy thái thứ hai chạy thái thứ hai là trạng thái để cho nó bằng không tiếp thì này nó phải tới đây và thằng kia nó lúc bây giờ nó chạy qua đây rồi và hai góc này vẫn là phi thôi hai góc này vẫn một tình yêu vẫn một c hai là phi thôi ok chưa đó như vậy khoảng thời gian để thằng này di chuyển tới điểm này ok chưa chính là độ lệch pha của hai dao động luôn Đúng và chính là độ lệch pha của hai dao động luôn. Và nó tương ứng với mấy ô? À nó tương ứng với 2 ô. Phi của mình là tương ứng với 2 ô nè. Từ đây tới đây là 2 ô nè, thấy không ạ? À? Mà 2 ô là 2 nhân đi cho 30 là 60 độ chưa? Ok chưa? Là 60 độ hết. Đó, có độ lệch pha rồi. Bây giờ chúng ta biết là vector khoảng cách của hai dao động cho Biên độ khoảng cách hai dao động nó sẽ là A1 vector trừ cho A2 vector chúng ta bình phương hai vế lên chúng ta sẽ có được là định lý hàm cos đó mà định lý hàm cos trong tam giác là delta bình sẽ bằng a1 bình cộng a2 bình trừ 2 a1 a2 cos của độ lệch pha delta phi ha. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng có được thằng này nó sẽ bằng Rồi bấm máy luôn ha. 3 với 6 ha. Đây thầy ghi vô. 3 bình cộng đi cho 6 bình trừ đi cho 2 nhân 3 nhân 6 nhân cho cos của 60 độ thì nó sẽ bằng 3 bình cộng 6 bình trừ 2 nhân 3 nhân 6 nhân cos 60 bằng thì ra 27 vậy suy ra delta của mình nó sẽ là bằng 3 căn 3 cm ha. 3 căn 3 cm. Thì nó gần câu nào? 5 phút 2 sao 5 2 Sao nó xa thế Cho nó bán là câu D Ok chưa? Gần nhất là câu D Chúng ta tiếp tục với câu số 34 ha, 34 34 uhm. Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp với R là 50 ohm, được mắc vào mạng điện dân dụng của Việt Nam như hình vẽ. Ban đầu khóa K mở, thay đổi giá trị của hệ số tự cảm và tiến hành đo hệ số công suất K của đoạn mạch. Sau đó đóng khóa K và lặp lại thí nghiệm trên. Đồ thị trong hai thí nghiệm được mô tả như hình vẽ. Nhận xét thấy có một giá trị của L mà hai trường hợp thí nghiệm có cùng giá trị hệ số công suất. Hệ số tự cảm L đó là bao nhiêu? và k có giá trị là bao nhiêu à là chỗ này mọi người ha nó hỏi l chỗ này ý là nó hỏi tọa độ chỗ này hỏi tọa độ chỗ này ok chưa rồi vậy thôi và bây giờ chúng ta phải coi coi k nào là k đóng k nào k mở mọi người ha thì bây giờ chúng ta thấy nè khi k khi k của chúng ta mà nó mở ban đầu mở hay đóng À, ban đầu là ca mở, Vậy đầu tiên là ca mở nè. Thì cái hệ số công suất của chúng ta nó bằng cái gì? Được chưa? Thì cái K này đó là bằng cos phi nó bằng cái gì? Thì khi mà K này nó mở thì mạch của mình có đủ RLC mắc nối tiếp. Ok chưa? Thì thằng này nó sẽ bằng đi cho là R chia đi cho Z đúng không? R chia cho Z thôi. Z của mình là căn bậc 2 của R bình Cộng đi cho ZL trừ ZC tất cả bình phương. Được chưa? Đó là ý thứ nhất. Còn khi K đóng thì sao? Khi K mà đóng xuống là có một dòng điện chạy thẳng qua C luôn. Không phải. Chạy thẳng qua cái dây này luôn và không đi qua C. Có nghĩa là C bị nối tắt nha mọi người ha. Thì K lúc đó sẽ bằng copy uh, RL uh, thôi. Và nó sẽ bằng R chia đi cho căn bậc 2 của... Ừ. Được chưa? Chia căn bậc 2 của R ER bình cộng ZL bình. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần coi là nó bằng không khi nào thôi đúng không? À? Nó bằng không khi nào thôi. À, nó bằng à, ZL bằng không thì nó bằng mấy thôi. Được chưa? Và nó là cực đại luôn đúng không? Và bây giờ mọi người thấy nè, khi ZL bằng ZL bằng 0 thì lúc đó có phi RL của mình bằng 1 luôn. Và đó là giá trị lớn nhất đúng không ạ? Đây chính là mắc rồi. Đây chính là maximum mà còn gì nữa đâu. Như vậy đây chính là một của mình nè. À. chưa? Giá trị lớn nhất của hệ số công suất là một thôi chứ nhiêu. Ok chưa? Đó. À, như vậy là lúc đầu L bằng 0 mà thằng kia đạt trạng thái lớn nhất luôn đúng không ạ? Thì đó chính là uh, K đóng đúng không ạ? Đó chính là trường hợp K đóng. Và đây chính là trường hợp K mở. Ok chưa? Mà K mở chúng ta thấy nó bằng phân nửa là bằng 1 phần 2 Như vậy chúng ta dễ dàng tính được ZC Rồi dễ thế Được chưa Khi ZL bằng 0 Thì cos phi này của mình là 1 phần 2 Tức là R nó cho là 50 rồi Chúng ta thế vô Chia đi cho căn bậc 2 của 50 bình phương Cộng đi cho ZL, ZC luôn ha ZC bình bằng 1 phần 2 thì lúc đó suy ra ZC của mình là bằng bao nhiêu được chưa chúng ta bấm máy ha 50 chia đi cho căn bậc 2 của 50 bình phương cộng đi cho x thì bình phương sẽ bằng đi cho là 1 phần 2 ship son bằng Ủa sao không được nhỉ? Ship zone, số to to lên đi, số 50 đi. Đây, máy bị sao nha. Lấy căn là 50 căn 3. Ok ra yeah. 50 căn 3 ôm. đó có được ZC rồi. Thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm chỗ này. Chỗ này là hai cái hệ số công suất bằng nhau. Ok chưa? Đó. Cos phi R. Cos phi bằng cos phi R khi khi và chỉ khi ok cho. đó cho hai này bằng nhau thôi khi và chỉ khi r của nó bằng nhau rồi cho nên là z đúng không à? bằng đúng zrl thôi ok chúng ta giải ra ha z của mình là r bình cộng đi cho zl trừ zc thì ghi trước nha đó sẽ bằng đi cho r bình cộng đi cho zl bình phương ok cho. vậy tương đương với thằng này nó sẽ là thằng này này rút gọn nè ZL của mình là chưa biết nè để cho ZC của mình là 50 căn 3 nè ở khai căn hai vế luôn ra hai trường hợp ha một đã ra trừ ZL hai đã ra bằng ZL mà trường hợp mà bằng ZL luôn là vô vô lý rồi đúng không ạ à? trường hợp mà bằng ZL luôn là vô lý rồi ra vô lý vậy suy ra ZL của mình nó sẽ bằng 25 căn 3 cm ôm cả ba ôm nha, chứ không phải xăng thì ôm nha. Rồi ok, lúc đó hệ số công suất thì chúng ta cứ vứt lại vô đây thôi. Được chưa? Chúng ta vứt lại vô một trong hai cái thôi. Thì suy ra k lúc đó sao bài này dễ thế nha. K lúc đó nó sẽ bằng R của mình nó là 50. Chia đi cho căn bậc 2 của đáng lẽ là thầy không bấm gì đâu. Đúng không ZL À? Z L chia C Zl của mình nó là 25 căn 3. trừ Zc thì cũng vậy thôi. bằng nó sẽ ra là 0.76. Chúng ta chọn đáp án là à nó còn chưa tính L nữa. Vậy suy ra L của mình nó bằng nhiêu? Nó sẽ là bằng Zl chia cho omega là sẽ bằng đi cho là căn 3 phần 4 bi Henry, ok chưa? Tại omega là 100 bi mà. Chọn đáp bán là câu B là chính xác. Chúng ta tiếp tục với câu số 35. Đề này khoai hơn mấy đề kỳ trước ha. Một chút. Hiện tại là đang một chút. Hình vẽ bên mô tả một đoạn sợi dây đang có sóng dừng với bước sóng là lambda là 40 cm ở hai thời điểm khác nhau đường cong M1N1 là đoạn sợi dây ở thời điểm thứ nhất, đường cong M2N2 là đoạn sợi dây ở thời điểm thứ hai. Biết tỷ lệ các khoảng cách là M1M2 chia cho N1N2 bằng 16 phần 9, giá trị của x trên hình sắp xỉ bằng bao nhiêu? OK chưa? rồi vậy thôi. Khá đơn giản, đúng không ạ? À? Thầy sẽ viết phương trình của UM1, UM luôn, ok chưa? UM của thầy là bằng A bụng nè, nhân cho sin của, đó, gì nữa mọi người? 2B, để cho, đó, khoảng cách tới nút, khoảng cách tới nút ở đây á, là 8X, đúng mà Mà theo chiều âm, cho nên thầy để là trừ 8X luôn, ok chưa? Trừ 8X luôn, thì chọn chiều dương là chiều kia mà, đúng không ạ? À? Đó, khoảng cách tới nút có chiều dương nha mọi người có chiều dương nha thầy thầy chọn móc nút móc là nút này nè thầy chọn nút móc là nút này nè được chưa đó và khoảng cách từ nó tới đây Cái m là đây 8 ô là trừ 8 x ok chưa chúng ta đem chia đi cho lambda là 40 đó, đóng hoặc lại nhân cho cos của omega t đó. Ha. tiếp là un của mình thì nó sẽ bằng cái gì nó sẽ bằng là a bụng sin của 2 bi à, thằng đó là cách 4 đúng không ạ cách 4 đơn vị ô đây cách 4 4 x ha đó. cộng 4 x tại vì cách theo chiều dương mà cộng 4 x Ok chia đi cho 40 chia đi cho 40 Ok chưa và cos omega t Ok đó. cái sự ngược pha của nó đã thể hiện trong cái dấu trừ kia rồi rồi. Trong cái dấu trừ ở kia rồi, trong cái dấu trừ ở đây rồi. Ok chưa? Rồi, thôi, không mất tính tổng quát thì chúng ta à, muốn tính M1 M2 thì dễ thôi. M1 M2 thực chất nó chính là bằng đi cho là UM2 trừ cho UM1 thôi. Ok chưa? Nhưng mà trên hình thì nó là độ lớn nó là độ dài đó. Nếu mà lấy độ dài thì là UM1 trừ UM2, đúng không ạ? không được, lấy m 2 chữ m 1 chữ tuyệt đối đi ha. Rồi thì nó thằng này nó sẽ bằng là a bụng ra ngoài làm chung nè. Sin nè, được chưa? Thằng kia là trừ 16 bi x xì. Chia đi cho 40. Ok chưa? Chia đi cho 40. Hay rút gọn luôn nha. 88 là 5. 5 là 10. 10 bi x luôn. Đúng mà. 8 là 5 Ủa 2B chia 5 chứ 2B chia 5 Ok chưa Rồi Bây giờ code bên trong thì, thì Dễ thôi đúng không ạ à? Thì thầy mở hoạt ra ha Code của Omega T2 đi Trừ đi cho code Omega T1 Thế thôi Bình thường Ok chưa và N1, N2 của mình ha thì nó sẽ bằng trị tuyệt đối của UN2 trừ đi cho UN1 được chưa? Đó thì nó sẽ bằng là A bụng nè. Sin của uh, thằng này là 44 mất 10, 15 đúng không ạ? Bi x chia 5. Đó, cos của cũng cos của omega 2. Omega T2 trừ đi cho cos của omega T1 thôi. Được chưa? lấy chi tiết ha. Lấy chi tiết lấy uh, chi ở trong thôi. Rồi ok, ta có ha ta có nè ta có m 1 n m 2 chia đi cho n 1 n 2 nó sẽ bằng phần đuôi rút gọn nha a bụng rút gọn luôn đúng không ạ thì nó chỉ còn đúng là sin của 2 bx x chia 5 trong tuyệt đối mà đó cần phải phải xoắn đúng không ạ sin của b x chia 5 đó Chị đối rồi đúng không ạ à? sợ quá gì vết bẩn bằng 16 phần 9 rồi chúng ta giải ra ít ha chúng ta giải ra ít bằng bao nhiêu thì mình sẽ có là ship ABS à, phải đổi qua chế độ radian xin của 2 X chia 5 đóng lại chia đi cho sin của b x chia 5 đóng gọn lại bằng 16 phần 9 ship zone Ở số nhỏ nhỏ thôi số cỡ 1 thôi ra là 0,757 Ok chưa? Chúng ta chọn đáp án là câu A. Chúng ta tiếp tục với câu số 36. Cho mạch dao động LC lý tưởng như hình vẽ, nguồn điện Lý tưởng có số điện động là cờ C bằng 10V. Cuộn cảm thân có độ cảm là L bằng 4mH. Tụ điện có điện dung C. Ban đầu khóa K nằm ở chốt 1. Ok. Nạp điện cho tụ ha. Nạp điện cho tụ thì cực này là cực dương. Được chưa? Cực này là cực dương. Cực này là cực âm. Ok chưa? Đó. Tại vì thằng này nói cực tiếp cực dương mà. dòng điện từ trong mạch. Ok kể từ thời điểm chuyển khóa khi mạch đã ổn định người ta gạt khóa k sang chút 2. ok để kích thích cho dao động điện từ trong mạch kể từ thời điểm chuyển khóa k sang chút 2 đến thời điểm là 2 b chia 3 micro giây có bao nhiêu ở trong dịch chuyển từ đâu tới đâu ok chưa ờ, easy thôi bây giờ chúng ta sẽ đi tính dùm thầy cái gì à cái thời gian này đúng không ạ đó, thì khi mà đóng khóa K vào hai chúng ta có một mạch dao động LC đúng không mà bây giờ, chúng ta tính chu kỳ của mạch dao động LC đó trước. Được chưa? Nó cần tính chu kỳ chúng ta. tính tỷ lệ giữa T với chu kỳ luôn đi. Được chưa? Thầy sẽ tính luôn tỷ lệ T với chu kỳ luôn, một phép luôn cho nhanh. Đó thì này nó sẽ bằng T của mình nó là 2 pi chia 3 micro giây là nhân 10 mũ trừ 6 nè chia cho chu kỳ T là 2 bi căn bậc 2 của L của mình á là 4 mili Henry. Còn C á là 10 mũ trừ 9 nano farad. Thì này nó bằng nhiêu? Nó sẽ bằng để cho 2 bi chia 3 nhân 10 mũ trừ 6. Chia đi cho 2 bi căn bậc 2 của 4 x 10 mũ trừ 3 nhân cho 10 mũ trừ 9 bằng thế ra là 1 phần 6 ok chưa rồi thì ban đầu là chúng ta nạp điện đầy cho tụ đúng không mà đây nha mọi người nó giống như bài tán quãng đường thôi đúng không à nó như bài tán quãng đường trong dao động điều hòa thôi bài tán tích lũy nha mọi người ha bài tán tích lũy hình chiếu thôi có gì đâu là quy nè mọi người đây là y nè đó như vậy ban đầu á là quy của mình nó đang cực đại đúng chưa sau đó là sau 1 phần 6 chu kỳ 1 phần 6 chu kỳ thực chất là chúng ta lấy 1 phần 6 nhân cho 360 đi Và chúng ta sẽ ra được góc delta phi của mình á, là 60 độ ok chưa quay một góc 60 độ quay một góc 60 độ thì lên đây ok chưa đó như vậy thì hình chiếu của mình đã di chuyển một đoạn là xíu cho đây tới đây Ok chưa? Và cái đoạn này á, cái độ lớn của nó nó chính là Q0 chia đi cho 2. Đúng không? Cái độ lớn của đoạn này chính là Q0 chia đi cho 2. Bây giờ tính Q0 nó hay là xong. Đúng không? Tính Q0 nó hay là xong. Q0 thì bằng gì? Thì nạp điện cho tụ này bằng thức điện động cờ C đó. Cho nên là Q0 nó chính là C nhân cho cờ C thôi. Được chưa? Thì chắc là chất thằng này là ok. Thằng này là cờ C, C nhân cho cờ C chia 2 thôi vậy suy ra cái delta Q của mình á, ok chưa? Mà nó dịch chuyển á, thì nó sẽ bằng C cờ C chia 2. C là mấy? C là 10 mũ trừ 9 nè, nanofarad nè đúng chưa? C C của mình là 10. Được chưa? Chia đi cho 2. Để ra số này. Ok. Để đổi qua số electron thì chúng ta biết thằng này nó sẽ bằng n lần của một điện tích nguyên tố từ đó chúng ta suy ra n là bao nhiêu n chúng ta sẽ đem chia đi cho ship 723 bằng nó sẽ ra là 2 nhân 10 mũ 10 e trong ok chưa chúng ta chọn luôn đáp án nào chọn luôn câu c đúng rồi chỉ có câu c đúng thôi rồi bây giờ mọi người thấy ha electron thì nó sẽ chạy từ cực âm của tụ điện đúng không phóng ra phóng qua cực dương đúng không ạ à? trong nội dung đầu từ cực âm phóng ra cực dương ở ờ, ngoài phóng qua cực dương thì nó phải phóng từ chút hai qua chút không thôi đó mà ạ? cho nó chạy tới đây nè đó sau nó phóng qua chút không sau nó chạy về đây được chưa đó. ok như vậy là đáp án là câu c chúng ta tiếp tục với câu số 37 cho mạch điện như hình vẽ đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều U là U căn 2 100 B V T V U là hằng số dương T được tính bằng dây số chỉ của các vôn kế V1 V2 lần lượt là 80 V và 120 V biết rằng điện áp hai đầu vôn kế V1 V3 và V1 lệch pha nhau một góc 30 độ điện áp hai đầu các vôn kế V1 V2 lệch pha nhau một góc 120 độ Giá trị của U là bao nhiêu? Ok. Rồi cứ bình tĩnh thôi. Ví dụ như A nằm ở đây. Thì dễ lại mặt nha. A nè, qua C nè. Đầu tiên qua C trước đúng không ạ? Qua điện dung C biến thiên trước nè. Xong rồi mới tới chữ M. Tới chữ M xong thì nó đi qua một cái ampe kế. Xong rồi tới chữ R tới chữ R xong cái nó tới chữ N. Tới chữ N xong nó dòng xuống chữ LR. Xong rồi tới chữ B. Ok chưa? Rồi, V1 là mắt giữa hai đầu A và N. A và N là V1 nè. Ok chưa? V3 là mắt giữa hai đầu tụ điện. Đây là V3 nè. Ok chưa? Còn... V2 là B và M và B. M và B là cái này nè, V V2. Ok chưa? Rồi. Bây giờ nó nói là nó nó cho rất là nhiều độ lệch pha, nó cho rất nhiều độ lệch pha, nghĩ ngay tới kỹ thuật dẫn độ vector ha. Rồi, thì sẽ dẫn độ vector cho trường hợp này. Nó nói là V1 là bằng 80. V1 là RC là chết xuống ha. V1 là RC là chết xuống nè. Là 80. Mà hợp với thằng kia 30 độ. Vậy nó dốc hơi dốc chút đó mà. Hơi dốc xuống. Ok chưa? Đó. Là nó là sự kết hợp của hai thành phần. Thứ nhất là R. Thứ hai là ZC dốc xuống. Đó. Và nó cho là V1 và V, V3 và V1. V3 và V1 có nghĩa là U màu xanh này với cái UC đó, lệch pha nhau một góc 30 độ nó Cho góc này là 30 nè Ok chưa? Cho góc đó là 30 Ok chưa? Đây chính là V1 của mình nè Còn đây chính là V3 trong truyền thuyết nè Đó, tiếp Tiếp theo nó cho là V2 là R, L và R nhỏ luôn là 120 Vậy là chết lên đúng không ạ? Mà này nó có rời nhỏ nữa cho nên nó chết lên dài hơn. Chết lên dài hơn ha. Chết lên dài hơn. Đó, chết lên gì đi. Đây là V3. Thì V3 này là sự kết hợp của R lớn R nhỏ nè. Đây là R lớn R nhỏ nè. Và l. Và l. Ok chưa? Yeah. Đó. Và nói là góc. Góc hợp bởi V1 và V2 là hai thằng này là 120 độ ok chưa là 120 độ hợp lý ừ. rồi bây giờ chúng ta biết góc này 30 rồi thì góc này sẽ là 60 đúng chưa ở góc này 60 thì góc bên đây cũng sao 60 luôn ok chưa đó và nó cho ở này là V này là V2 chứ là V2 và nó cho cái gì? Nó cho V1 của mình á, là bằng à, 80. Nếu cả này là 80 thì chúng ta dễ dàng tính ra được à, V3 là bằng bao nhiêu nè. Ok không? Chúng ta lấy 80 nhân cos của 30 thôi. 2, 1, 30 bằng 40 căn 3. 40 căn 3. 3 chính là à, hiệu, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tù điện. Được chưa? Để tiếp là nó cho mình V2 nữa đúng không ạ? À? Cho mình V2 là 120. 120 độ với lại 60 thì mình sẽ tính ra được U uh, R lớn R nhỏ ha. U lớn R nhỏ bằng 60 ha. 120 nhân có 60 là 1 phần 2 là 60 luôn. Còn còn UL uh, đúng không? UL là nhiêu? UL là cạnh này là nhân sin thôi. sáu mươi căn 3. rồi ừ, ra yeah. này là uc nhé rồi ừ, xong rồi đó mọi người vậy là điện áp hiệu dụng với hai đầu đạn mạch điện áp hiệu dụng với hai đầu đạn mạch là u của mình á nó sẽ bằng ha u bình của mình nó sẽ bằng u r lớn r nhỏ bình cộng đi cho UL trừ UC tất cả bình phương và cho từ đó suy ra U của mình bằng bao nhiêu rồi thằng này mình sẽ có là 60 bình nè cộng đi cho 20 đúng không ạ 60 căn 3 trừ cho 40 căn 3 là 20 căn 3 bình nè Nhớ mắt vậy Tôi lấy căn là 40 căn 3 vô cho nó bán là câu D được chưa? Chúng ta tiếp tục với câu số 38. Nói chung là đề hơi dài thôi. Chứ nói thật ra thì nó cũng khó. Rồi, <laughs> ừ, ok, tiếp. Câu 38 ha. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp cùng pha là A và B cách nhau 8cm, bước sóng là 1,5cm, gọi Y là trung điểm của AB. Dễ ra, C nhận đường tròn nhận IB làm đường kính thì vẽ một số chẵn đi vẽ một số chẵn nha ok bây giờ đây là Y nè đây là AB nè bây giờ Y là trung điểm của AB nè điểm phê nằm trong C dao động với độ cực đại cùng pha với nguồn đường tròn nhận IB làm đường kính nữa hả đường tròn nhận IB làm đường kính như vậy nó phải dày. Đây. Đó. Thì phê là một điểm nằm biên độ cực đại nằm bên trong đây, V nằm ở đây. Ok chưa? Vậy khoảng cách từ phê cho tới hai nguồn á do nó cực đại cùng pha nha. Cho nên nó sẽ là n1n2 với n1n2 là số nguyên, tí nữa thì sẽ ghi lại ha. Đó. Và mình phải đặt thêm mình phải đặt thêm một cái trung điểm nữa. Thầy gọi trung điểm này là trung điểm O đi. Trung điểm O đi ha. Đây là cái tâm của hình tròn là O đi. Đó. Để mình để mình xét cái điều kiện 2, ok chưa? Rồi bây giờ nè, đầu tiên cứ bình tĩnh nè. Đầu tiên thầy quy AB ra bậc trước nha. Quy AB ra bậc nè. AB của mình là bằng a nhỏ nè, lấy AB đem chia cho lambda nè thì nó sẽ bằng bao nhiêu? là 8 chia cho 1,5 số 6 thế 16 phần 3 đã cho AB b quy ra bậc là 16 phần 3 ừ. Ok hợp lý rồi đó rồi bây giờ mình đúng không à? mình cần gì mình cần phê là cực đại phê là cực đại cùng pha với nguồn cho nên là suy ra là A phê, mày mình sẽ quy ra bậc là N1. Còn B phê mình sẽ quy ra bậc là N2. Ok chưa? Ở quy ra bậc có nghĩa là chia hết cho lambda đó mọi người ha. Quy ra bậc là chia hết cho lambda đó. Ok chưa? Như vậy chúng ta sẽ có một điều đầu tiên là y phê bình của mình á, đó là thầy sẽ suy ra y phê bình trước nè. Nó sẽ bằng cái gì? Y phê bình của mình á, nó sẽ bằng đi cho là phê y đi ha. VI bình đi. VI bình định lý đường trung tuyến nha. Nó sẽ là Vy A bình cộng đi cho Vy B bình đem chia đi cho hai trừ cho AB bình chia 4 đó mà, cho hai Trừ đi cho AB bình. Chúng ta đem chia cho 4, được chưa? Vậy vậy thằng này nó sẽ bằng N1 bình cộng N2 bình chia đi cho hai trừ đi cho AB của mình á là 16 phần 3 rồi bình lên chia 4 đi thì nó sẽ ra là 64 phần 9 được chưa đó à, do 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 IB à, do IB sao à, do B đi do phê thuộc C đi ha do phê nằm trong C đúng không ạ nằm trong C nằm trong cái miền C đó thì suy ra là IB bình của mình nè à nó phải lớn hơn không trước rồi chắc chắn là đúng mà giờ và nó phải sao đầu tiên ha điều 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 kiện không chặt nha là nó sẽ nhỏ hơn nhiều y phê của mình phải lớn hơn không nè được chưa bằng không được không không được nha nằm trong hay là sao nằm trong là không được rồi không được dấu bằng ha còn này bé hơn bao nhiêu thì nó sẽ phải bé hơn uh, y phê của mình đúng không ạ à? IP của mình nó sẽ bé hơn IB, đúng không? Bé hơn IB. Đại gia bé hơn IB thôi. Không 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 thể nào dài hơn IB được, đúng không? Bé hơn IB. Bé hơn IB bình. Đại gia Vậy tương đương với IB của mình nó là N1 bình cộng N2 bình chia 2 à, thêm cái điều kiện nữa đi, thêm cái điều kiện nó cho chặt. Điều kiện này là mình check thôi nha điều kiện này để mình check thôi là BO của mình á, điều kiện nữa là BO bình của mình á bằng bằng bao nhiêu ta? BO bình của mình á là nó sẽ bằng đi cho là IB bình cộng đi cho BI bình chứ, BI bình cộng cho B, phê bình chia 2 trừ đi cho em uh, uh, IB bình chia 4 ha. IB bình chia 4 và phải nhỏ hơn cái gì? Và phải nhỏ hơn uh, nhỏ hơn bán kính. Đúng rồi, nhỏ hơn bán kính là nhỏ hơn OB bình. Ok chưa? Đó thì uh, mình uh, sẽ suy ra hai cái điều kiện này một cách ngon nghẽ đi. Để tí nữa mình check ha. Tương đương nè. Cứ từ từ, từ chiêu thôi mọi người ha, chiêu thôi. N1 bình gọi N2 bình. Đây. Yeah. N1 về yeah, yeah. N1 bình cộng N2 bình nó sẽ lớn hơn và nó sẽ bé hơn. Được chưa? Đó. Lớn hơn nhiêu? lớn hơn chuyển này qua. Giờ thầy chuyển 64 qua nè, Cho Chuyển 64 phần 9 qua. Sau rồi nhân 2 lên. nó sẽ lớn hơn là 14,2. Nó phải lớn hơn 14,2 và nó phải bé hơn bao nhiêu? Nó phải bé hơn là IB. IB thực chất là AB chia 2 thôi. Được chưa? AB thực chất là AB chia 2 thôi là 8/3. 8/3 tất cả bình. Ok chưa? Xong rồi cộng đi cho 64/9 sang. Xong rồi nhân 2 lên. Thì nó sẽ ra là 28,4. Đúng không? Bé hơn 28,4. Đó. Đó là điều kiện không chặt nha, còn điều kiện chặt nè. IB bình là N1 bình cộng N2 bình cộng B phê bình là N2 bình nữa. Như vậy là hơi bị nhiều bình đó nha. Được chưa? Vậy là N1 bình nè. À. cộng đi cho thằng này là hơi 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 chồng chất lên nhau nha. Cây thế từ từ nha. N1 bình cộng N2 bình chia 2. Ok, mình cho cái đóng đó là cái đóng N1 bình à ừ. N1 bình cộng N2 bình chia 2 nha Thì thầy gọi nó là Xong rồi cộng đi cho B là cộng N bình nữa Vậy là N1 bình cộng 3 N2 bình luôn N1 bình cộng 3 N2 bình luôn mới đâu tôi chứ N1 bình nè Cộng 3 N2 bình mình gọi nó là ít đi ha để thầy biến đổi ở đây đi Mất công mà người không hiểu gì hết N1 bình cộng N2 bình nè là do chia 2 nè cộng đi cho n 2 bình nè tất cả chia 2 nè trừ đi cho ib bình chia 4 ib bình thực chất là 8 phần 3 bình thôi rồi cho chia 4 bé hơn ob bình ob bình thì nó lại chia 2 nữa vậy là nó là 4 phần 3 tất cả bình ha đó như vậy ở đây á, nếu mà mình rút gọn lại á, cho nó hoàng á số 2 xuống đây á, số 2 lên đây á thì mình gọi nguyên cái cụm này là ít đi và mình ship son ha của nó bé hơn bao nhiêu. X của mình á là nó sẽ chia đi cho nè. 2 x 2 là 4 nè. Ờ à, chết, quên chứ. Quên ở đây còn uh, phải trừ cho 64/9 nữa. Trừ cho 64/9 Ừ. Uh, uh, trừ cho 64/9 nữa. Qua mà Phức tạp thế, từ từ nha. Ở đây mình còn thiếu trừ 64 phần 9 nè. Trừ đi cho 64 phần 9. Được chưa? Sau đó mới cộng đi cho N2 bình. Đó, Nói chung là vậy đó. Rất là nan giải. thì chúng ta có x nè. Chia 2. Đá xuống đi. Thôi okay, kệ, để vậy đi. Trừ đi cho 64 phần 64 phần 9 nha. Điều kiện dò nó hơi phức tạp nha. N2 là quy đồng luôn rồi thì nó sẽ ra là mình dồn vô kia luôn đó à? là 3 đúng không ạ? À? Ok dồn vô kia luôn rồi. Chia đi cho 2. Trừ đi cho 8/3. Tất cả bình chia 4 bằng đi cho 4 phần 3 các cái bình ship son sẽ ra là 28,4 luôn tức là n1 bình cộng 3 n2 bình cũng phải nhỏ hơn 28,4 luôn được chưa? Đó, cho bạn chắc chắn nó phải lớn hơn không rồi. Chắc chắn nó phải lớn hơn bao nhiêu chứ sorry. Nó phải lớn hơn thằng này nó còn phải lớn hơn bao nhiêu nữa ta lớn hơn ô um... đúng không ạ thì lớn hơn không thôi, Nó nhiều đâu lớn hơn không thôi để cho nó bằng không đi còn nó lớn hơn nhiều 21.3 ok đó ok chưa vậy trời rồi bây giờ mình sẽ dò ha mình sẽ rò thôi từ từ lên à, muốn muốn xa đúng không ạ muốn xa nguồn nhất đúng không ạ muốn xa nguồn nhất thì tổng bình phương này phải lớn nhất mọi người ha muốn xa quên muốn xa gì chứ độ dài đoạn y phê lớn nhất ha à, muốn y phê lớn nhất nè y phê maximum khi và chỉ khi n một bình cộng n hai bình của mình nó mắc thôi ok chưa và nó mắc thì nó sẽ được bằng bao nhiêu Chúng ta biết đây là 28,4 rồi. Mà số mà gần 28,4 nhất, đúng không ạ? À? Số mà gần 28,1 nhất thì N1 cho nó là 5 đi. Là nó là 25 rồi nè. Được chưa? 5 bình cộng đi cho 1 bình được không? 26 được, đúng không ạ? À? 2 được không? Hết được, đúng không ạ? À? Hết được. Vậy N1 bằng 5 và N2 bằng 1 thì suy ra N1 bình cộng đi cho n2 bình của mình á là bằng bao nhiêu? Là bằng 26, đúng rồi, hồi nãy bằng 26. Cái thứ hai là n1 phải giảm xuống, n1 giảm xuống 4 thì n2 maximum là bao nhiêu? Rồi nha, 4 bình cộng đi cho n2. Đây là 17 được nè. Hai được không? 20 được luôn nè. 3 được luôn nè. 25 được luôn nè. Đúng không ạ? Vậy là n3 N2 bằng 3 đó thì suy ra N1 bình cộng N2 bình bằng 25 nè. Đây hai ứng cử viên sáng giá nhất này ha. Được chưa? Thôi, bên kia nhỏ hơn là không phải rồi. Thì chỉ có này hai trường hợp này thôi. Bây giờ mình check coi trường hợp nào mà nó sao. Nó, nó, vừa thỏa mãn này vừa thỏa mãn này nữa. Ở trên là thỏa mãn này nè. Ở cái dưới ha. Được chưa? Đó, điều kiện xanh nè, coi được không? Coi điều kiện xanh được không nha? Vậy N1 bình của mình á là 5 bình. Cộng đi cho N3 lần N2 bình là nhân cho 1 bình. Sẽ bằng 28. Thỏa mãn điều kiện xanh. Ok chưa? Thỏa. Rồi lấy luôn. Được chưa? Tại vì nó lớn hơn mà. Lấy luôn. Lúc đó mình sẽ suy ra được ha. Y phê của mình á. Mà quy ra bậc đó nha. Thì nó bằng. Lấy cái này nè. Thế vô này nè. À, chúng ta sẽ lấy là. 5 bình cộng một bình chia hai thỏa điều kiện xanh có nghĩa là nó nằm hoàn toàn trong vòng tròn đó đó yên tâm baby luôn đúng không ạ chia cho chín nè được chưa xong rồi lấy căn nè thì đó căn 53 phần 3 đây là mới quy ra bậc thôi phải nhân thêm cho lambda nữa mới đủ lambda của mình là 1,5 nhân lại cho lambda nữa thì chúng ta sẽ ra được đáp án là 3,64 được chưa? 3,64 cm. Chúng ta chọn đáp án là câu B là chính xác, được chưa? Ok chưa? Chúng ta tiếp tục với câu tiếp theo là câu số 39. Thực hiện giao thoa ánh sáng, d là 1 m. A là 1 mm với 3 bước xạ thấy được có bước sóng là lambda 1, lambda 2, lambda 3 với lambda 1 nhỏ hơn lambda 2 nhỏ hơn lambda 3. Trên màn hướng các vân giao thoa MN là hai vị trí gần nhau nhất mà tại đó có vân tối của lambda 1 và vân sáng của lambda 2 và lambda 3. Biết trên MN là 6 mm và trong khoảng giữa MN có 6 loại vân sáng. Được chưa? Nghe nè nha. Để có 6 loại vân sáng Okay để có sáu loại vân sáng thì sao? thì nó phải uh, có tồn tại đó mà suy ra tồn tại những vân trùng, những vân trùng ngoài những vân đơn sắc ha, thì phải tồn tại những vân trùng hai, ok chưa? tồn tại những cái vân trùng hai thì khi mà tồn tại những cái vân trùng hai đó, thì chúng ta sẽ có được những cái ba uh, vân trùng hai là một hai nè, hai ba nè, ba nè, thì lúc đó mới sao? Ừ, lúc đó mới ngon nghẽ được đúng không ạ? À? Rồi, bây giờ chúng ta có nè. À, để. Đúng không ạ? À? Để sao? Đầu tiên là mình phải check coi cái chỗ này là chỗ nào đúng không ạ? À? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta có nè. MN Là hai vị trí mà có vân tối lambda 1. Và vân sáng của lambda 2, lambda 3 đó thì suy ra mn phải nhận ô làm trung điểm đúng không ạ à? gần nhau nhất thì phải nhận ô làm trung điểm đúng không ạ à? không có tính tổng quát nha nhận ô làm trung điểm được chưa vậy suy ra ờ uh, o n đó chính là x n đó Nó sẽ bằng 3 mm được chưa đó và nó sẽ bằng luôn là bậc của bức xạ số 1 thầy gọi là b đi được chưa? B của lambda 1 D chia A. Rồi từ đó mình tính ra B trước coi. Coi B nó là vân gì đúng không ạ? À? B nó là vân gì? À vân tối của một chắc chắn B là số bán nguyên rồi ha. Chắc chắn B là số bán nguyên rồi. Lambda 1 của mình là 0.4 nè, D của mình là 1 nè, A của mình là 1 luôn nè. Đúng rồi, cho S chắc chắn là như vậy rồi. Sẽ ra là 7,5. Ok chưa? Vậy từ đó chúng ta sẽ có nè. Tại N. Chúng ta sẽ có là 7,5 lambda 1 chung với C lần của lambda 2 và chung với D lần của lambda 3. Được chưa? Mình sẽ lấy một cái thằng đại diện chính là K lambda. Mình coi K có thể là những số mấy ha. K có thể là những số mấy. và bây giờ chúng ta mod 8 nè. Trong ánh sáng nhìn thấy mà đúng không ạ? K của mình có thể là số mấy Mình sẽ lấy là K của mình là lam Lambda của mình ha, suy ra lambda của mình sẽ là 7,5 Nhưng cho lambda 1 là 0,4 chia cho K Từ đó suy ra K của mình nó chỉ thuộc Những cái thằng nào thôi, ok chưa à, 7,5 Nhớ là nó phải lớn hơn lambda 1 nha Lambda 2 và lambda 3 phải lớn hơn lambda 1 và nằm trong vùng nhìn thấy Được chưa Chị nói chỉ có thể là 1 tới um, 20 đi. 0.75 nè, 0.6 nè, 0.5 nè. Giờ 5 nè, 6 được nè, 7 được nè. Đó mà, 5, 6, 7 thôi. Chỉ có thể là 5, 6, 7 thôi. Rồi nha, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Ok chưa? à mươi 75 nữa mà, đúng à Bốn nữa nè. Đó được, được chưa? Gói đó, chỉ có thể là bốn cái này thôi. Mà bây giờ á đó... Mà bây giờ phải tồn tại vân trùng ha. Bây giờ mình chờ một đi. Được chưa? Ví dụ như là mình phải lấy hai trong số 3 trong trong số 4 này nè. lấy hai trong số 4 này mà nó Ừ rút gọn được với nhau đúng rồi nó rút gọn được với nhau tại sao để nó có cái vân 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 vân, vân sáng trùng đúng không ạ đây nó có vân sáng trùng đây trường hợp 1 ha là mình sẽ lấy thằng này nó tương như mấy cái bước sóng đi hay là 0,75 nè 5 là 0,6 nè 6 là không biết mấy 6 là 0,5 nè và 7 là 0 phẩy mấy? 7 là 0 phết là 3/7 đó. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta lập tỷ số nha. Ví dụ như mình coi coi là 0 phít 4 nè. Lập với lại 0 phết. Lập với lại 0 phết mấy ta? 0 phết uh, 75 đi coi được không? Lấy 0.75 không trước đi. Lấy 0 phết 75 lập tỷ số với 0,4 được chưa? đó thì nó ra bao nhiêu? 0,75 0 chia đi cho 0,4 bằng 18 phần 5. được chưa? 18 phần 5. mà này C này là 4 rồi. được chưa? Mà cái thằng này á, nó sao? cái chỗ trùng này nè, cái chỗ MN trùng này nè, nó là 7 phải... phần 7,5 chia cho C. C ở đó là là, là 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 có 4 à. Đợi cho. Đó nó lớn hơn thằng này rồi. À? À, nó nói chung là nó bằng đúng rồi, à? nhưng mà cái số này nè, cái số ở trên này nè, nó lớn hơn số này ha. Đó. Cái số ở trên nó lớn hơn số này, số 8 lớn hơn số này, cho nên là trong khoảng trong ON ha hay là trong MN đó. Không có Vân Trùng thiếu Vân Trùng Của hai bức xạ này Được chưa Mà không có Vân Trùng thì sao à, Là nó sẽ không không có đủ Vân Trùng 2 nha Không có Vân Trùng 2 Của hai bức xạ này Mà thiếu một trong ba Vân Trùng hay Là mình không có đủ 6, vân, 6 loại Vân Sáng rồi Để không phải có đủ 3 vân trùng hay là 1 2 nè, 2 3 là 3 1 đúng không ạ? Mới được. Rồi trường hợp 2, là 0,75 mình đem phệt đi cho 0,6 lộn 0,6 phệt đi cho 0,4 nó bằng bao nhiêu 0,6 mà phệt đi cho 0,4 thì nó sẽ ra là 3 phần 2 để cho mà 3 phần 2 thì nó nhỏ hơn đúng mà cho hai cái số này nó nhỏ hơn 7,5 phần 6 rồi để một phải không 7,5 phần 5 rồi À, nhỏ hơn 7,5 phần 5 rồi. 5 là cái bậc của này này nha. Còn 7,5 là cái bậc của lambda 1 đó. Thì trong MN có vân trùng 2 của hai bức xạ này. Ok chưa? Đây loại này nè. Trường hợp 3 được không? Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta biết biết mối thì chúng ta check cho nhanh lên thôi. Chúng ta sẽ lấy là 0,5 là cái tiếp theo là chia cho thằng của mình là 0,4 là 5 phần 4 đúng không 5 phần 4 thì nó có nhỏ hơn là 7,5 phần 6 không à, nhỏ hơn thiệt đúng không ạ vậy có vậy trường hợp 4 là 0, phải là 3 phần 7 đó 3 phần 7 là bước 6 bước sau này là chia cho 0,4 thì nó sẽ ra nhiêu? 3 phần 7 mà chia 0,4 hả thì sẽ ra là 15 phần 14 là nó lớn hơn đúng không ạ? Hai cái hai cái tử và mẫu này lớn hơn 7,5 phần phần 7 rồi. Ok chưa? Là không có nè. Ok, như vậy. Vậy. Được chưa? Đó, hai bức xạ lambda 2, lambda 3 là 0,6 và 0,5. Như vậy nếu mà xếp theo thứ tự đó thì suy ra lambda 1 nhỏ hơn lambda 2, nhỏ hơn lambda 3 và nó sẽ trùng với lại cái việc là lambda 1 là 0.4, lambda 2 sẽ là 0.5 và lambda 3 sẽ là 0.6. Chúng ta chọn đáp án là câu giá trị của lambda 2 phải là 0.5, cho nó đáp án là câu B là chính xác. Ok chưa? Đó là câu số sao cái camera nó méo vậy ta? Câu số 9 ha. Ok chưa? 339. Chúng ta tiếp tục với câu số 40. Nó câu cuối ha. Hai vật nặng A và B có khối lượng là MA là 1,2 kg và MB là 4 kg gắn vào lò xo nhẹ có khối lượng không đáng kể. Độ cứng của lò xo là K là 300 Nm. Vật B có một đầu tựa vào tường thẳng đứng. Hệ được đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát giữa mặt phẳng nằm ngang với AB là mu là, là A bằng 0,2, μB B là 0,45 ban đầu hai vật nằm yên và lò xo không biến dạng một vật có khối lượng như đây Đây theo phương ngang bên tốc v đến va và chạm vào a nếu sau va chạm vật c dính chặt vào vật a thì c phải có vận tốc v tối thiểu là bao nhiêu để vật b có thể dịch chuyển sang trái được chưa Hồi chúng ta phân tích hiện tượng một chút nè đầu tiên á, là c này nè nó găm vô với a và truyền động lượng cho a ra nó truyền động lượng cho a và nó sẽ làm lò xo nén vô đúng không ạ xong lúc mà lò xo giật ra đó thì cái lực đàn hồi cái lực đàn hồi khi mà lò xo nó giật a ra đó đúng không nó giật b ra đúng không phải làm sao thắng được cái lực ma sát nghỉ của b thì nó mới giật b ra được đúng không ạ như vậy chúng ta sẽ giải bài toán này bằng cách là gì à, làm ngược đúng không ạ từ tư duy ngược ha đó để b để cho à, dịch chuyển sang trái dịch chuyển được sang trái Okay, chưa? thì suy ra là ép đàn hồi của mình trong quá trình dao động, đó. được chưa? mà muốn cái này là tối thiểu đó, thì ép đàn hồi đó là ép đàn hồi maximum mọi người ha. rồi à, ép đàn hồi của mình ha đó, ép đàn hồi tác dụng lên a đó. hay là không mua ép đàn hồi đi, được chưa? lúc lò so giãn ha, lúc lò so giãn. ok chưa nó phải lớn hơn hoặc bằng cái lực ma sát nghỉ tác dụng lên B. Ok chưa? Như vậy tương đương với K của mình ha. Nhân cho delta L. Nó phải lớn hơn hoặc bằng. À, F ma sát tại B. Là mu B nhân đi cho M B nhân đi cho G. Thì từ đó mình sẽ suy ra được. Delta L của mình nó phải lớn hơn bao nhiêu. Ok chưa? Đó. Vậy cái trục dao động ra chút đi. Đây nha. Okay chưa? cái vị trí của A là vị trí cực tự, tự nhiên của lò xo nè, vị trí E nè, đó. Ok chưa? Đây là vị trí mà nó nén nhất, vị trí nó nén nhất là thầy gọi là vị trí uh, uh, N ND. Ok chưa? Còn vị trí mà nó giãn nhất là chữ D đi, ví dụ vậy. Ok, nó kéo ra D thì để cho nó vứt b ra thì cùng lắm là loại khi lời so dạng tới d á thì nó mới thắng được lực ma sát nghĩ của b mọi người hiểu mà đó ok chưa và cái đoạn mà mình đang tính á ha cái đoạn mà mình đang tính á chính là cái đoạn này cái delta l là cái này nè ok chưa nó phải lớn hơn ha này chính là DE đó ở dạng mắt đó mọi người ha dạng mắt đó đúng không à? thì nó sẽ lớn bằng bao nhiêu thì mui của mình á mui b của mình á là không phết 45 mưa to thế nhỉ. Nhân cho 10 nè. À nhân cho MB nữa, MB là 4 nè. Chia chia cho K, K là 300. Thì mình sẽ có là không à, 0,06 m được chưa? Cái đó là cái thứ nhất trước. Cái đó là cái thứ nhất trước, ok chưa? Rồi thì à, để có được cái này á, đúng không ạ? Để có được cái sự mà giãn ra vậy á thì trước đó đúng không ạ? Nó phải di chuyển từ N về D và khi mà nó di chuyển từ N á, do đúng không ạ là vật A của mình nó có ma sát A nha cái vật A của mình á do vật A của mình nó có ma sát với mặt phẳng ở dưới cho nên là năng lượng của nó sẽ bị hao hụt đi thầy sẽ dùng theo năng lượng mọi người ha thầy sẽ dùng theo cái định luật bảo toàn để giải cái bài toán này Được chưa áp dụng định lý biến thiên cơ năng áp dụng định lý biến thiên cơ năng được chưa thì chúng ta có điều gì chúng ta sẽ có trong quãng đường từ từ n tới e nha, tới d nha ok chưa đó thì chúng ta sẽ có là à, cơ năng ở d là cơ năng lúc sau nè trừ cơ năng ở e nè độ biến thiên cơ năng bằng công của các lực không thế tác dụng lên vật là a của f ma sát ok chưa a của f ma sát tác dụng lên a thì thằng này ha cơ năng ở d ở D là cái chỗ giãn max cho nên là nó dừng lại rồi không có động năng được chưa ở đây là chỗ giãn mắt giãn mắt nè chỗ này là chỗ nén mắt nha nén mắt ok chưa đó là không có động năng thì này sẽ là 1 phần 2 k delta l bình phương cộng đi cho n ha mọi người ha n thì gọi là delta l phẩy đi đúng không ạ delta l phẩy bình phương của mình đó trừ chứ trừ ha thì nó sẽ bằng đi cho là A nhân đi cho ma đúng không ạ? Nhân đi cho g được chưa? À không. Lúc này là vật C của mình đã găm vô vật A rồi cho nên là tổng của MA và MC luôn. Ok chưa? Tổng của MA và MC luôn. Lúc đó là vật đã găm vô rồi đúng không ạ? C đã găm vô rồi ha. À, nhớ cái đó dùm thầy. Tương đương với mình sẽ giải ra được gì nhỉ? À quên Ép ma sát mà phải nhân cho quãng đường nữa đúng không ạ Quãng đường Đi được của nó là delta L Cộng đi cho delta L phẩy Để cho. Rồi thầy dí số vô nè 1 phần 2 K là 300 Delta L là 0,06 biết rồi nè Tất cả bình trừ đi cho Delta L phẩy bình phương Sẽ bằng đi cho mu A mu A của mình là 0,2 Nhân cho MA cộng MC MA của mình á Là 1,2 MC là 0,3. 1,2 cộng 0,3 là 1,5. Được chưa? 1,5 nhân cho G là 10. Nhân cho delta L là 0,06 cộng đi cho delta L phẩy ha. Ok. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được delta L phẩy của mình là bằng bao nhiêu. Ok không? Và cái delta L phẩy đó nó sẽ tính ra được cái vận tốc đúng không ạ? Ừm. 1/2 nhân đi cho 300 nhân đi cho 0,06 bình trừ đi cho x thì bình phương sẽ bằng đi cho 0,2 nhân cho 1,5 nhân cho 10 nhân cho 0,06 cộng đi cho x thì ship bằng thì nó sẽ ra là 0,04 à cho nó ra nhỏ hơn ta từ nha 0,06 1,5 nhân 0,2. Ok. Hợp lý chưa? Lực ma sát là mu A. À đúng rồi. Sorry, sorry, sorry. Công của lực ma sát là công âm. Đúng không Đó, tại vì thầy tính theo quãng đường dương mà. Đúng không Thầy tính theo quãng đường dương mà. Cây thế nhờ. Theo dấu trừ nữa thêm dấu trừ trước lực ma sát nữa mới đủ, đúng không? À, ảo thật đấy. Trừ đi cho ship soul, bằng thì nó sẽ ra là 0,08 08 m được chưa? Đó. Nhưng mà cái nén này là do đâu mà ra? Cái nén này là do chúng ta à, bắn cái vật vô bắn em cái 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 cái, cái VC vô cái gì? À, bắn cái C vô cái A khi nó đang ở, ở vị trí E đúng không ạ? À, như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng định luật áp dụng định lý biến thiên cơ năng đó mà từ e đến n đúng không ạ à? vật của mình bị bắn vô thì nó chuyển động từ e tới n đúng không ạ à? chuyển động từ e tới n thì W lúc sau là Wn trừ cho W lúc đầu là We thì nó sẽ bằng ở này lớp Wn chứ nhỉ thì nó sẽ bằng đi cho công của lực ma sát luôn ok chưa trên cái đoạn đường đó thì này nó sẽ tương đương với thì lúc ở n thì vật không có thế năng đàn hồi đúng không ạ nhưng mà có gì nhưng mà có động năng đúng không nó được c này truyền cho một cái vận tốc mà cho nên nó có động năng vậy là một phần hai m của hai vật lúc đó luôn là ma cộng cho mc nhân cho v lúc đó bình phương trừ cho we we lúc đó là một phần hai k delta l phẩy bình phương sẽ bằng đi cho a ma sát cho các bạn đường đó thì nó là trừ trước nè nuôi a m a cộng m c được tất cả nhân cho g xong rồi nhân cho quãng đường quãng đường từ e tới n chính là delta l phải đúng không chính là delta l phải mới tính ra trong truyền thuyết bây giờ chúng ta sẽ suy si ra v luôn v là bằng bao nhiêu đúng không v sau khi được c truyền cho a vận tốc thì v của cơ hệ này là bao nhiêu chúng ta bấm luôn một phần hai không ạ? À. Nhân đi cho 1,5 nhân cho <laughs> x bình phương trừ đi cho 1/2 k là 300 nhân cho 0,08 bình phương sẽ bằng để cho trừ mu a, mươi a là 0, mấy ta? Mu là không biết mấy nhỉ? 0,2 đúng không ạ? À? Nhân cho 1,5 nhân cho g là 10 nhân cho 0,08 ship sol ra bằng bao nhiêu bình lên cái căn ok chết rồi Rồi bấm lại coi 1 phần 2 nè nhân cho 1,5 nè để cho nhân đi cho ít thôi khỏi bình đi thì ra thì thầy tính ra về bình luôn ha 1 phần 2 nè thế năng đàn hồi tại chỗ của n đó là 1 phần 2 K là 300 nhân cho 0,08 bình đúng không mình mới tính ra đúng chưa bằng đi cho mu A chuyển động từ đó tới đó là 0,2 nhân cho 1,5 đúng chưa đúng nhân cho G là 10 nhân cho delta L lúc đó là 0,08 ship son bằng 0,96 V bình của mình là 0,96 là 24 phần 25 đó. bây okay, giờ Đó thì mình lấy căn được. bây okay, giờ lấy căn được. Hợp lý không? Ừ, hợp lý phết. Đúng không ạ? Rồi sau đó thì mình muốn tính ra C, VD, VVVA thì mình phải làm sao? Đúng không ạ? Muốn tính ra VC phải sao? Áp dụng định luật bảo toàn động lượng thôi. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho va chạm mềm của C và A ha. C và A thì chúng ta sẽ có là MC nhân cho VC là động lượng của C nè và động lượng của hai thằng lúc sau là MA cộng MC nhân đi cho V bình V thôi đúng không ạ à? thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được VC VC bằng MA cộng MC chia đi cho MC nhân cho V sẽ sắp xỉ bao nhiêu luôn là lấy 1,5 chia cho 0,3 xong rồi nhân đi cho căn bậc 2 của 0,96 bằng 489 hả? làm gì có ta? Từ từ nha. Sai ở đâu nhỉ? 1 phần 2 1,5 trừ đi cho thằng này được chưa? Đúng rồi. Thằng này là không có động năng. Nó dừng lại mà. Đúng rồi. Nó dừng lại. Ok. Thì bằng đi cho trừ Nguy A là 0.2 nhân cho 1.5 Đúng. Nhân cho G Nhân cho D Tên là 0.08 c V bình nó không biết đúng chưa đó mà từ từ ảo thật đấy 1/2 nè MA cộng MC là 1,5 ha nhân cho V bình là xc đi trừ đi cho nội động năng nè 1/2 cơ năng lúc sau trừ cơ năng lúc đầu và độ biến thiên cơ năng bằng công của lực đúng rồi nhân đi cho 300 nhân đi cho 0,08 bình lên bằng đi cho trừ 0,2 là nguy của a nè đúng chưa 0,2 là nguy của a nè hợp lý rồi nhân cho 1,5 là tổng khối lượng hai thằng này nhân cho 10 nè nhân đi cho uh, 0,08 mới tính ra nãy là ship son nè bằng 0,96 thật toàn thế hả trời toàn thế hả trời. Sao ta? 0,96 96 mà thằng này là MA cộng MC là 5 lần của 0. 5 lần của căn 0.96 thì nó cũng trả ra, đúng không ạ? Từ E tới A hả? Từ E tới N là delta L. Là... Có khi nào mình tính sai cái delta L phải hay không ta? không 0,08 à Đây là 0,45 nè, à. đúng rồi nè à. Bắn vô Hai thằng cùng nhau chuyển động tới đây, nó nén Max Thì khi mà nó ở đây Thì nó sẽ có động năng Đây à. Cái này động năng lúc đầu mà Cây thế nhờ Đây là động năng lúc đầu đây là động, đây là cái năng lượng lúc sau nè. Được Đây là lúc đầu nè. Cây thật sự nha. Chua cây nha, chua cây nha, mì lẩu thái nha. Lẩu thái thật sự á. Chỉ cần đổi dấu thằng này thôi là xong. Chỉ cần đổi dấu này cái thôi là xong. 1.6. 1.6 nha bạn. 1.6. Chúng ta lấy căn là 2 căn 10 phần 5. Cái này nó sẽ bằng 1,5 chia đi cho 0,3 nhân đi cho 2 căn 10 phần 5. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Nhân cho 5 luôn. Để ra là 6,32 m trên dây. Chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A là chính xác. Đúng không A là chính xác. Ok, như vậy là thầy đã giải xong 40 câu hay ho đúng không ạ? của đề 45 thi tự nhiên vật lý physics. Nếu các em thấy hay thì hãy theo dõi YouTube của thầy hoặc là theo dõi Facebook để đón xem các cái gói ôn tập đúng không ạ? Đó thầy sẽ đăng lên đúng không ạ? Thầy sẽ livestream cho mọi người ha. Đó, giai đoạn cuối này chúng ta tập trung lý thuyết là chủ yếu. Tuy nhiên thì biết thêm được cái gì hay ho thì cứ biết đúng không ạ? Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở đề số 46. Chúng ta chỉ còn hai đề nữa thôi là đã đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, được chưa? Chúc các bạn ôn tập thật tốt để đạt điểm cao. Ok nha. Yeah. Bye bye. See you again.